Bữa nay 30 rồi quý vị. Mỗi một người chúng ta niệm thêm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Cầu an cho cha mẹ chúng ta còn sống và cầu siêu cho cha mẹ chúng ta đã mất. Và cầu an cho tất cả chúng sanh trên quả địa cầu này được bình an. Và cầu siêu cho tất cả chúng sanh mắc mà chưa được siêu thoát, được siêu thoát. Dùng vạn đức hồng danh để cầu an cầu siêu. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Mỗi người chúng ta nên có một cái tâm thiện đến với tất cả chúng sanh. Tết à, quý vị có chuẩn bị bao lì xì để cúng dường cho cha mẹ chưa? Dù là mình nghèo nhưng cái đạo đức đến với cha mẹ mình, đừng có nghèo quý vị. Khi cha mẹ còn sống, chúng ta nên làm tròn chữ hiếu đối với cha mẹ. Để khi cha mẹ mất đi, chúng ta không có hối hận. Nên có câu nói, con muốn chăm mà cha mẹ không còn. Nên bữa nay 30 rồi, mai mùng 1 Tết rồi. Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Mọi người chúng ta nên đem cái tâm đạo đức, hiếu nghĩa đến với nhau. Nên nhà Đức tặng cho quý vị cái quạt bây hổm. Cái câu rất hay: phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng nhất. Hiếu cảm đến chờ thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vật nở hoa. Bao nhiêu lời chúc tụng tốt không thể nào đến với người con bất hiếu. Đạo Phật là đạo hiếu, tâm Phật là tâm hiếu. Mọi người chúng ta nên áp dụng chữ hiếu chân thật tặng đáy lòng mình. Chúng ta mua bánh Tết cho cha mẹ dùng, chúng ta mua hoa trang trí cho cha mẹ vui, chúng ta bỏ bao lì xì màu đỏ để cúng dường cho cha mẹ. Chúng ta lột một cái bánh ngon đút cho cha mẹ dùng. Một việc làm đó thôi quý vị. Con cháu mình xung quanh đang nhìn thấy và học theo. Chúng ta ngồi bên cạnh mẹ cha mình, niệm Phật với mẹ cha của mình. Từng câu Phật hiệu, từng câu Phật hiệu.
mình niệm lên cho cha mẹ nghe, dặn gia đình con cháu đến để chúc Tết ông bà cha mẹ. Phải có tâm đó. Nhớ cái câu con cái muốn chăm mà cha mẹ không còn. Nên tất cả những người ở ngoài đời khi nghe được những công đoạn này, dù cỡ nào, Tết nhất là Tết sum vầy, gia đình được hội họp quay quần bên nhau để nó khăng khít tình thương mến thương giữa con người đến với con người. Cái này quan trọng lắm quý vị, rất quan trọng. Nên sáng nay nhà Đức chia sẻ công đoạn này cho quý vị nghe, để mỗi một người Tết đến rồi chúng ta làm điều gì đó đến với cha mẹ của mình. Còn nếu như cha mẹ mình đã mất thì chúng ta niệm Phật hồi hướng, cầu siêu cho cha mẹ của mình. Nếu như cha mẹ còn sống thì chúng ta cũng niệm Phật để cầu an cho cha mẹ của mình. Và một cái hành động gì đó mình làm đối với cha mẹ của mình. Còn những người ở phương xa không về thăm cha mẹ được thì cũng có một cuộc điện thoại để điện thoại thăm lên cha mẹ của mình. Một phần làm con thăm cha mẹ chứ không phải để cha mẹ thăm mình. Nhớ nghe quý vị. Còn những người đã được vào ngôi Tam Bảo tu tập phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, cái tâm hiếu đạo của họ ở trong ngôi Tam Bảo nhiệt tình giúp đỡ cho nhiều người. Cha mẹ có dịp Tết nhất vào chùa gặp con mình thì cũng không sai, vì con mình sinh ra nuôi khôn lớn, con mình ở trong ngôi nhà Tam Bảo phục vụ chúng sanh. Nhiều thanh niên, nhiều người nữ Tết nhất người ta ngoài đời đi chơi quýnh bài hay đi chỗ này chỗ kia vui chơi, còn họ toàn là ở trong ngôi nhà Tam Bảo để phục vụ đại chúng. Mình sanh ra một đứa con như vậy quá ý nghĩa, thật sự quá ý nghĩa. Nó nói là đạo Phật là đạo hiếu, tâm Phật là tâm hiếu, nhưng hiếu nó có thượng trung hạ. Bậc thượng thượng nhất đó là chúng ta tiếp nhận Phật pháp, biết niệm Phật, biết tu. Chính cái hành động mình đời này phải giải thoát đủ duyên đem pháp môn niệm Phật dạy cho cha mẹ niệm Phật, đây là bậc thượng. Bậc trung chúng ta sống trong cuộc đời hiếu với cha mẹ, làm điều thiện, làm điều tốt, cha mẹ cảm thấy vui, nở mặt nở mày. Bậc hạ dù mình nghèo nhất đi chăng nhưng cái đạo hiếu của mình đối với cha mẹ không thiếu. Dù cỡ nào cũng có tâm hiếu với cha mẹ, hoặc là lúc cha mẹ còn sống mình bắt hiếu, nhưng khi cha mẹ mất đi mình nghe đạo, biết tu tập, thành tâm thành ý sám hối, niệm Phật, cầu siêu cho cha mẹ. Chúng ta đều có cơ hội quý vị à, đều có cơ hội. Như bản thân những đức, bây giờ những đức có nuôi bao nhiêu người già, nhưng cha mẹ sinh thành đời này của mình mất hết rồi.
Nên nhà Đức có thường khuyên người trong chùa, chúng ta sống những ngày tháng như vậy rất ý nghĩa. Nếu như một ngày nào cha mẹ mình chịu vào ngôi nhà Tam Bảo thì chúng ta phụng dưỡng cha mẹ mình trong ngôi nhà Tam Bảo. Bây giờ cha mẹ chưa đủ duyên thì chúng ta nhiệt tình hết mình phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật và cha mẹ. Nên dịp Tết này có nhiều người rất đủ duyên vào ngôi Tam Bảo để ăn Tết. Mỗi ngày chùa chúng ta đều có thời khóa tu, quý vị lên tu ổn định công phu công quả để hộ trì Tam Bảo. Đã vào ngôi nhà Tam Bảo để ăn Tết thì mọi việc ở thế gian đều buông xuống hết đi. Vài ngày ở trong chùa ăn Tết thì vô cùng được lợi ích lớn. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy, một ngày một đêm ở cõi Ta Bà tu tập bằng 100 năm ở thế giới Cực Lạc. Đó là chỗ nào? Là từ cái khó mà làm được. Dịp Tết nhiều người đi chơi mà mình lại vô chùa ăn Tết, công phu công quả, từ cái khó mà làm được. Quý là ngay chỗ nào? Cái khó. Nên cha mẹ chúng ta đúng hay sai gì, đó là chuyện của cha mẹ. Bổn phận chúng ta làm con, phụng dưỡng cha và mẹ là việc làm mà người làm con chúng ta phải làm. Nên những đức bữa cuối năm tổ chức khổng tu, đông người về, tặng cho họ cái quạt. Những đức nói với họ rằng: bạn có buồn giận ai, bạn không vừa lòng không vừa ý, bạn quạt quán khí đi đi. Bạn đừng để quán khí ở trong tâm bạn. Ai nghe mà tiếp nhận được thì quá hay, còn không tiếp nhận được thì cũng là kết duyên quý vị. Cũng là kết duyên. Kết duyên. Cái gì không vừa lòng quạt đi đi. Bữa nay 30 Tết rồi, năm cũ sắp qua, cái gì cũ kỹ không vừa lòng không vừa ý, quạt đi đi. Quạt. Quạt đi. Không. Trả lại cho mình một cái chánh khí tốt đẹp, an lạc vui vẻ. Chúng ta nghèo tiền nghèo bạc nhưng cái niềm vui mình không nghèo. Nếu đã nghèo rồi mà còn buồn nữa thì mất trắng á. Bị bỏ rơi mà còn buồn nữa thì mất trắng á. Xấu xí mà còn buồn nữa thì không vớt được chỗ nào. Đúng không? Sống trong cuộc đời này, mọi người chúng ta nên có niềm vui. Vì thì đầu năm đầu tháng, cái đặc biệt của chúng ta là gì? Phát thiện tâm. Niệm thêm một câu A-di-đà-phật. Niệm thêm một câu A-di-đà-phật. Đây là ý nghĩa nhất của cuộc đời chúng ta. Còn những người được đi đến chùa, được lễ Phật trong ngôi Tam Bảo, hoặc là gặp thời khóa đang lễ Phật, lễ Phật cùng với đại chúng trong chùa, xong làm lễ phóng sanh. Đây là đầu năm đầu tháng đến chùa, đây là đại lộc đó quý vị. Đại lộc. Còn nghe qua công đoạn này thì chúng ta rất có duyên. Chúng ta hãy hỏi lại chính mình, đối với cha mẹ của mình, chúng ta có làm tròn được chữ hiếu hay không quý vị? Nếu chưa được thì chúng ta cố gắng gầy dựng lại đi. Khi Tết nhất chúng ta đi đầu này đầu kia chúng ta vui chơi, nhưng chúng ta có đến thăm lơm cha mẹ mình chưa?
Chúng ta có thể mời bạn bè ăn bánh uống nước, nhưng chúng ta có mời bánh nước cho cha mẹ chưa? Chúng ta đi đến chùa cúng dường Tam Bảo, chúng ta hỏi lại mình có cúng dường cho cha mẹ chưa? Chúng ta đi chơi với bạn bè, chúng ta hỏi lại mình có đi thăm anh em ruột của mình chưa? Cái lọc lớn nhất đó là đạo đức đứng đầu. Nên người xưa nói có đức thì mặc sức mà ăn. Mà cái đức lớn nhất là gì quý vị? Hiếu với cha mẹ, tiếp nhận Phật Pháp, tin sâu nhân quả, niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Đây là cái đức lớn nhất của cuộc đời chúng ta. Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Những đức nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị thân tâm thường an lạc, không có buồn giận ai để trong tâm, nhớ Phật niệm Phật, sống có đạo đức, tín nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.